Vì tay đã đeo còng số 8 nên sắp tới đây, người đàn ông này không thể tiếp tục nhắn tin chủ dỗ người khác gửi clip nhạy cảm rồi khống chế họ bằng những hình ảnh đó nữa. Đây là bị can Trần Thanh Sang, 43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Đình, vừa bị công an quận 8 tại thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 12 tháng 10 năm 2023, thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công an quận 8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bị can này. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tức PA05 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một số bị can sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân chat sex nhằm thu thập ảnh và clip khỏa thân, sau đó khống chế, cưỡng đoạt tài sản. Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an quận 8 khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó đã xác định nghi phạm là Trần Thanh Sang, Ngày 8 tháng 9, tổ công tác của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 8 phối hợp với Công an huyện Tân Châu tại tỉnh Tây Ninh đưa bị can Trần Thanh Sang về trụ sở để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, bị can Trần Thanh Sang khai nhận, bị can này đã thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo làm quen với nhiều trẻ em. Sau đó, dù dỗ nạn nhân chat sex, chia sẻ hình ảnh, clip nhạy cảm, khơi gợi tình dục. Sau đó, bị can sang thu thập hình ảnh và clip này rồi đe dọa, ép buộc nạn nhân phải làm theo các yêu cầu như tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân. Khi nạn nhân không thực hiện, bị can này sẽ tăng hình ảnh và clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an quận 8 mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.